Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ cho mọi người tham khảo về bản chất của con PC817 nhé. Ngày nay trong các thiết bị điện tử thì chúng ta sẽ gặp con so quang, gọi là con so quang này rất là nhiều luôn. Thì các phương pháp nó đo như thế nào và khi hoạt động nó hoạt động ra sao nhé, để chúng ta có thể nắm rõ hơn nhé. Thì đây mình có một đống các con PC817 mới này. Các bạn để ý này, nó đều mỗi một con nó đều có một cái lốt này nhá. Thì mình tương đương mình vẽ cái lốt này để chúng ta sẽ hiểu được phân biệt vị trí chân của nó nhá mọi người nhá. Thì con PC817 ấy, nó là con hay sử dụng trong các mạch nguồn cách ly, là nó thực hiện cái nhiệm vụ là hồi tiếp hoặc là nó chuyển tiếp các tín hiệu dưới dạng là cách ly nhau. Thì tại sao nó lại cách ly được ấy, thì mình sẽ giải thích cho mọi người nó như thế này này. Đây mình đang vẽ bằng một con PC817 nhá. Thì chân 1, chân 2 này. Mình nhìn thẳng như này nhá, nó có cái lốt ở trên này này. Chân 1, chân 2 nó chính là một con nét phát quang nhá. Một con nét phát quang. Khi mà chân 1, chân 2 được cấp, nó có dòng điện chảy qua thì con nét này sẽ phát sáng. Thì chân 4 và chân 3 của nó thì nó tương đương với như là một chân C E của một con trăng to thuận, à trăng chi to ngược đúng không các bạn nhé. Thì khi mà con nét này đã phát quang, nó phát sáng ra, nó đưa sang bên này, nó sẽ làm mở thông từ chân 4 sang chân 3 như CE ấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu bản chất của nó ấy. Thì chúng ta sẽ đo đạc và chúng ta một tí nữa mình sẽ thử cấp nguồn cho mọi người bằng cách là chúng ta sẽ test thử nó chạy như nào nhé. Và thông thường cái dòng giữa chân từ chân 4 sang chân 3 của những con so quang PC817 nó chỉ có khoảng 500 mA thôi. Tất nhiên nó sẽ có nhiều mã khác, nhiều mã PC khác, thì có thể là cái dòng hiện này nó khác một chút, có thể nó lên 100 hoặc có thể nó thấp hơn 40 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của nó, nhưng con PC817 này thì là thông dụng nhất, rất là nhiều mạch điện sử dụng luôn. Thì đây mình sẽ đo thử cho mọi người về nó, sau đó chúng ta sẽ và mình sẽ nói cho mọi người về cái chết của nó nữa nhé. Nên để sao được cả cái đồng hồ này. Đấy, mình sẽ đo cho mọi người này. Đây mình sẽ lấy một con mới nhá. Mình lấy một con mới ra mình đo cho mọi người này. Thì như thế này thì mình sẽ để đồng hồ thang đo nhân 1 nhân 10 nhá, nhân 10K nhá để đo được độ giò lớn nhất nhá, để chúng ta sẽ kiểm tra được cái độ giò của nó này. Thì khi mình đo giữa chân 1 và chân 2 của nó đây là dương của đồng hồ cấp ra này. Thì từ dưa từ 1 chảy sẽ chảy được sang 2 nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái lên đồng lên kim nhá, và tất nhiên là chúng ta đo ngược lại thì chúng ta đo ngược của một con diode phát quang thì nó sẽ không lên đâu nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ đo giữa chân 4 và chân 3 thì tương đương với chúng ta đang đo giữa chân CE của một con trang to ấy, thì bắt buộc nó sẽ không được lên nhá mọi người nhá. Đấy, nó sẽ không được lên gì cả này. Và chúng ta đo ngược lại giữa chân 3 và chân 4 ấy, là tức là E sang C ấy, thì nó luôn có một cái dòng giò nhá. Như vậy là nó tốt nhá. Có một vài trường hợp ấy, những con chan to xịn ấy, những cái bộ nguồn loại xịn ấy, nó là chất lượng tốt ấy, thì chúng ta đo này nó sẽ không có độ giò đâu. Đây là mình có một con chan to này nữa này, con to chân chân dán này, mình tháo từ một cái bo ra này, chúng ta đo mình đo là CE này, đo 3 4 này, nó không có độ giò đâu mọi người nhá các bạn ạ. Rất hiểu lầm là khi mà không có độ giò này rất là nguy hiểm, là nó đang chết chết đứt nhá. Bởi vì ấy, trong trường hợp mà mình sửa ấy, là mình sẽ gặp nó chết theo cái kiểu này này, là nó sẽ bị chập. Đây là hai cách chết mình gặp nhiều nhất nhé. Đó là nó sẽ chập giữa 4 và 3, tức là mình để như này cái mình đo 4 3 cái nó đã thông nhau rồi. Các bạn, nó đã thông lên như này rồi hoặc nó có lỗi trở nhé. Là mình bị hiểu là chân dòng 4 3 nó đã bị lỗi nhá. Và một trường hợp nữa mà chết rất khó củ chuối như này này, mình cũng đã gặp rồi này, là 4 3 nó bị chết đứt hoàn toàn mối nối 4 3. Thì dẫn tới là khi đó thì mình thường mình đo ấy, mà nó dòng chảy giữa 3 và 4 này này mà nó không có độ giò lên ấy, thì có thể là nó sẽ đang chết đứt nhá. Như vậy như trường hợp như vậy mình thường là mình sẽ thay thử. Nhưng có cá biệt mình nói rồi, một số con PC817 loại xịn loại đắt tiền ấy, thì có thể là nó không có dòng giò 4 3 đâu mọi người ạ. Mình đã thử rồi, mình đã thấy như thế. Thì như vậy là riêng dòng con PC87 nó chỉ chết một cái kiểu ấy. Chết nhiều nhất mình gặp nó là 43 có độ giò, chưa có dòng kích, tức là chưa có led phát quang là nó đã có độ giò 43 rồi. Và một cái trường hợp nữa là cũng thỉnh thoảng gặp ấy, là chết đứt 43 nhá. Nhưng chúng ta phải đo sẽ giữa 3 4 nó sẽ không có độ giò ấy, thì chúng ta sẽ lên thay thử nhá. Đấy là hai kiểu chết của con PC817 này. Và bây giờ mình sẽ test cho mọi người một cách là mình sẽ tạo một cái dòng chảy 1 2, tạo một cái dòng chảy 1 2, sau đó mình sẽ đo 4 3 xem nó có thông không. Bởi vì là khi mà dòng chảy 1 2
thì tương đương với là con nét phát quang bên trong. Bên trong nó có con nét phát quang, chúng ta cứ hiểu như thế nhé, bởi vì chúng ta sẽ không nhìn được đâu, nó là đúc thành đen xì rồi. Thì khi mình tạo một dòng chảy từ 1 sang 2 để con nét này phát sáng ấy, thì tương đương với là chân 4 và chân 3 nó sẽ được mở thông nhau đấy. Thì mình sẽ test thử cho mọi người nhé. Mình đây mình đang có một con PC 7 này. Các bạn sẽ kiếm một cái bộ nguồn như mình đang dùng cái cấp nguồn ấy, là có một cái nguồn 3V. Chúng ta không được lên cấp trực tiếp dương 3V, âm 3V đây nhé. Vì dòng nó lên tận 0.4, 0.5A nó sẽ hỏng cái mối nối con nét phát quang này luôn. Chúng ta sẽ có một cái nguồn 3V ở đây. Nguồn 3V ấy, mình sẽ để dương 3V này. Và tất nhiên là chỗ này mình đi qua một con điện trở 11K nhé. Một con điện trở khoảng 1K cũng được. Nhưng đây mình chả tìm được con 1K, mình tìm con 10K nhé. Thì mình sẽ cấp một cái nguồn 3V vào để tạo một cái dòng chảy của con nét phát quang này, để xem cái chân 43 nó có thông không mọi người nhé. Đây là cái phương pháp này, là phương pháp để cho chúng ta tham khảo cái cách hoạt động của con này thôi, chứ thực tế là mình chỉ đo qua. Và bây giờ là nó rất là nhiều, mình thông dụng nên mình cứ có sẵn là mình thay. Mình hay thay sẵn, nó thay nó luôn. Khi mình đo phát hiện ra có sự cố là mình thay nó luôn. Và nó cũng rẻ nữa nên mình cũng bỏ luôn cái con nó, tuy nó sống rồi mình cũng bỏ. Như thế này nha, mình đang mới cấp một dây dương mà mình chưa cấp âm nhé các bạn nhé. Thì coi như là chưa có dòng chảy đâu. Chưa có dòng chảy 43 đâu. Đây dòng chảy 43 này, mình để đồng hồ vào này. Các bạn nhé, dòng chảy 43 chưa chạy nhé, bởi vì kim không lên nhé. Và bây giờ mình sẽ tạo cái dòng chảy nó này, mình cấp vào đây này. Các bạn thấy không, kim nó lên ngay. Nhả ra là nó mất nhé. Kim nó lên luôn này. Như vậy là chúng ta hiểu ấy, là mình tạo một cái dòng chảy ở con led phát quang này, con led đã phát sáng. Và nó làm cho chân 43, tức là mở thông xe như một con chan to đã mở thông xe nhé. Thì mình đang đo giữa chân xe, chân 43 của nó mà. Chúng ta hiểu như vậy, là mình tạo dòng chảy cái nó sẽ thông lên nhé. Các bạn nhé. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì đây là mình cấp cái nguồn của nó là cái nguồn 3V không thay đổi. Giả sử như cấp các chuỗi xung ở đây. Để chúng ta hiểu rằng trong các những cái chuyển tiếp chuỗi xung ở đây chẳng hạn, thì bên này nó cũng sẽ tạo ra các chuỗi xung như thế mọi người nhé. Nó cũng tạo ra các chuỗi xung như này. Do đó mà sự chuyển tiếp của các giao tiếp của các bếp từ hiện nay, nó mỗi bếp đôi nó hay thực hiện theo kiểu cách ly này. Để bên phát tín hiệu, nó cách ly bên chuyển tín hiệu, bởi vì nó liên quan đến một số cái sự cách ly trong mạch nguồn. Cách ly nó sẽ là cách ly, nhưng trong mỗi cái bếp từ ấy, nó cũng cần cái sự cách ly này để nhà sản xuất họ tính như thế, để chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta sẽ hiểu rằng là khi mà nó tạo một cái dòng chảy cứ nhấp nháy đây, thì bên C chân 43 này cũng nhấp nháy, không khác gì con chan to cực B. Điện áp y về dòng IB của nó thay đổi thì đầu ra cũng thay đổi nhé. Còn trong cái đường FB của các bộ nguồn xung nhé, nó sẽ chuyển tiếp giữa tín hiệu từ bên thứ cấp, nó sẽ điều khiển dòng chảy 1-2 của con sao quang ấy, để bên sơ cấp là 43 nó sẽ thu được, để cho con IC sẽ dựa vào đấy để duy trì điện áp ra ổn định ấy. Cái dòng chảy này nó không cố định, có thể là nó sẽ như thế này, nó tín hiệu đầu vào của nó có thể là nó cứ mấp mô như này nhá. Nó tín hiệu từ bên thứ cấp nó điều khiển dòng chảy 1-2 này, thì bên sơ cấp này nó cũng thu được một cái sự mấp mô như thế, và cái sự mấp mô này nó được cách ly nhau, và cái sự mấp mô này nó đã từ bên thứ cấp nó đã chuyển tiếp sang cho bên sơ cấp để con IC nguồn nó dựa vào đấy để nó luôn duy trì điện đầu ra nó ổn định nhé. Như cái mạch này nó ra 5V chẳng hạn, nó như thế nhá mọi người nhá. Hy vọng qua video các bạn sẽ tham khảo thêm về cách đo đạc cũng như cách hoạt động của con PC 87 rất là thông dụng nhá. Còn cái video của mình kết thúc ở đây, chào mọi người nhá.